Mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang đứng ở đây là gần đỉnh đồi của cái khu biệt thự cao cấp đồi thủy sản ở Hạ Long, khu biệt thự cao cấp đồi thủy sản của Hạ Long. Thì bây giờ Minh Toàn cũng đang đi chơi bằng xe máy nên Minh Toàn đang quay lại một số cái hình ảnh gửi đến quý bà con cô bác để quý bà con cô bác biết được ở cái khu đồi này nó như thế nào. Và trên đường ở đây thì như Minh Toàn ở đây là đang đứng ở độ cao trên này đang đi xuống quý bà con cô bác ạ. Đấy, quý bà con có thể cảm nhận được là trên này đang xây dựng chứ chưa xây dựng nhiều. Chưa xây dựng lên được các cái căn nhà ở đây nhiều. Theo quan sát của Minh Toàn thì ở đây mới xây dựng được khoảng 1-2 căn nhà thôi. Thì chưa xây dựng được nhiều. Không biết là đất ở trên này chắc cũng chưa mở bán. Hoặc là mở bán rồi nhưng mà Minh Toàn cũng không nắm rõ được là giá đất ở trên này bao nhiêu. Thì như quý bà con cô bác đang biết là ở đây thì quý bà con đang nhìn thấy các cái đường ở đây đấy là đang xây dựng rất là rộng. Cây xanh cũng như là điện thì đang được trồng. Trên này khá là khó đi bởi vì đang xây dựng nên mặt cát với đất rất là nhiều bà con cô bác ạ. Đây chúng ta có thể đứng ở trên này chúng ta nhìn được thấy ở khu xa dưới kia và trước mặt của quý bà con cô bác là đây là cái ao cá. Đây chúng ta đứng ở cái điểm này để chúng ta xem một số cái hình ảnh về Hạ Long, về khu đồi thủy sản này. Đây, như quý bà con cô bác đang nhìn thấy trước mặt của chúng ta là đây là cái khu ao cá của Hạ Long. Và phía xa đằng trước mặt quý bà con cô bác đầu kia là của bến xe Bãi Cháy, thuộc bến xe, nó là bến xe Bãi Cháy. Và đây là các ngôi làng ở dưới đứng ở trên cái khu đồi thủy sản Hạ Long mà chúng ta nhìn xuống được dưới này. Lúc này mình toàn đứng ở đằng kia quý bà con cô bác ạ, và nhìn ở phía đằng kia, còn mạn đằng này thì bây giờ mình toàn mới đi đến đây. Đây và đồi đằng xa trước mặt quý bà con cô bác thì toàn không biết là sau này có xây dựng như thế này không, nhưng toàn nghĩ cá nhân toàn nghĩ sau này cũng sẽ xây dựng giống như quả đồi này. Và quả đồi này cũng giống như cái quả đồi đằng trước mà quý bà con cô bác đang xem đấy, đằng trước mặt quý bà con cô bác. Ở đây thì người ta đào đồi, đào núi lấp biển của quý bà con cô bác. Với như thế này thì quý bà con cô bác cũng có thể biết được là cái sự nóng lên về phát triển của Hạ Long. Những người có tiền là người ta cũng về Hạ Long người ta mua đất rất là nhiều. Ôi đường khá là trông chênh, dốc quá. Đường lên ở trên đỉnh này với khu đồi này thì chẳng khác gì lạ, giống như kiểu đường đèo đâu quý bà con cô bác ạ. Nó có quanh co nhưng mà ở đây thì với đường đèo thì là nó còn dốc và nó nguy hiểm, nhưng ở đây người ta đã đưa vào một cái quy củ thì nó đỡ hơn, nhưng mà đường quanh co rất là nhiều. Đây quý bà con cô bác có thể nhìn thấy được
các cái đường trước mặt đi lên đấy, đi lên đỉnh là chúng ta đi vòng 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 đi lên như thế này. Và ở dưới khu dưới này thì đường xá nó đã làm được gần xong rồi. Đây, người ta đào những quả núi như thế này luôn quý bà con. Ồ, đường này khá là dốc. Đây cũng là một cái nhánh đường xuống, mình toàn xin phép đi nhánh đường này. Dưới này là khu nhà ở rồi, dưới chân của đồi rồi. Và đây cũng là một cái đường vòng lên nữa. Theo Minh Toàn là xin phép đi man đường này. Đây, đây là cái đường thoát nước. Nước cũng như là đường điện, đường ấy nó chạy ở dọc theo cái kênh này, theo cái hành lang này luôn. Đây, quý bà con của bác có thể thấy được cái căn nhà này thì đang xây dựng. Thì chỉ một hai căn xây dựng ở thế này thôi quý bà con. Đây là khu quy hoạch của nó. Quý bà con bác nhìn thấy nó đồ số hàng trang. Đây là khu quy hoạch của nó đây ạ. Các tuyến đường rất là đẹp. Đây, thưa quý bà con bác, đây là khu biệt thự cao cấp Đồi Thủy Sản Hạ Long. Ở đây Minh Toàn đấy, khu biệt thự cao cấp Đồi Thủy Sản Hạ Long. Cái tảng đá này là tảng đá nguyên khối phải quý bà con.